Xin chào anh chị nha, thì em Vy là đang đứng một chiếc xe mang đậm phong cách thể thao rất là hàm hố luôn. Màu sắc thì rất là nổi bật này nha anh chị. Ford Ranger Raptor sản xuất 2023 mới về cửa hàng em. Lăn bánh thì khoảng gần 20.000. Bên em bán với giá là 1 tỷ 199 triệu bán rút hồ sơ nha. Mời anh chị đi thử một vòng nội thất ở bên trong nè. Đó, cam 360 theo xe. Ở trong thì ghế chỉnh điện nè, ghế vẫn khá là dài nha anh chị. Đó, cần số thì rất là lạ luôn nè. À, có phanh tay điện tử cho mình, các nút bấm thì vẫn còn khá là nhám cao. Màn hình theo xe rất là rõ nè. À, ô đô chuẩn là 19.200. Để thử hàng ghế phía sau. Thì đây, hàng ghế phía sau thì cũng có phần điều hòa này, cổng sạc điện thoại. Có cái gì oxy, anh chủ cũ cũng để lại cho mình nè. Rồi, và phần sau xe thì anh đã lên được cho mình là cái nắp thùng điện á. Cái đó thì cũng khoảng mười mấy triệu á anh chị. Dán được bộ cách nhiệt 3M. Đó, thì sẵn đây sẽ quay cái phần máy bên trong. Mâm lốp thì đây vẫn còn tương đối cao cho mình nha. Xe thì nói chung là đăng ký đầu tháng 2, 2024 nè. À, mua xong là ăn Tết luôn á. Đây, máy móc ở bên trong thì luôn đảm bảo cho anh chị là máy móc nguyên zin, xe không đâm đụng, không ngập nước nè. Ô đô km chuẩn nha, xe thì mang biển số Gia Lai. Đó thì anh chị nào mà quan tâm tới mẫu xe Ranger Raptor này thì đừng quên hotline của MV để được hỗ trợ tư vấn thêm nha. 0928 325 679 và xem xe tại 276 Nguyễn Tất Thành, Pleiku. Rồi MV xin chào anh chị và hẹn anh chị ở những chiếc xe tiếp theo nha.